Ơi, xin chào các bạn đã quay lại Baby Combo Home. Hôm nay tôi sẽ review cái đồ in tay ấy, in chân. À, review cái đồ in tay với in chân. Rồi con mở này xem coi. Đây, cái này là các bước làm. Rồi, đây nè, ở đây nó có cái đồ mở nè Combo. Cái này là màu vàng nha. Bây giờ mình sẽ mở ra nè, 1, 2 Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của bà Đẻ Trẻ Khỏe Baby Combo Home nha. Ngày hôm nay mình sẽ không có một cái công thức nấu ăn nào cả, nhưng mà cuối tuần tranh thủ review một cái bộ rất là hay. Nãy bé Combo đã giới thiệu rồi, đó chính là một cái bộ in nhớ in tay in chân để làm kỷ niệm cho các cái thiên thần nhỏ của mình. Kỳ trước thì đã có một cái bộ hình chữ nhật rồi, nhưng mà sau đó được các mẹ tư vấn nên là mua thêm một cái hộp hình tròn này, có cái giá nới hơn, rẻ hơn, khoảng 100 mấy chục ngàn. Kỳ này thì nhớ đúng giá rồi nha, mà cũng khá là nhiều màu sắc, dễ dàng mua hơn cái bộ kia. Ở trong đây thì nó có cái bịch đất sét, nó giống như đất sét giấy làm slime vậy đó. Sau một thời gian thì nó sẽ khô lại và giữ những cái chi tiết của chúng ta, cũng như là cái dấu tay, dấu chân của các em bé. Thì nghe các mẹ cũng có cảnh báo trước là đôi khi nó sẽ bị khô lại rồi nó nứt ra và nó bị đen hay sao đó. Tuy nhiên trải qua khoảng cỡ 1 tháng lúc mà mình làm cái bộ kia thì mình vẫn chưa có cái tình trạng này, nên là mình sẽ thử nghiệm và báo cho các mẹ biết sau nhé. Các thao tác thì các mẹ cũng đã quen với cái bộ kia rồi. Mình sẽ lấy cái phần đất sét ra, sau đó nhào nặn cho nó mềm, cho nó đều trước đã, rồi mình bỏ vào trong cái phần đằng sau của cái hộp. Cái hộp này thì nó làm bằng thiết. Thì mẹ Combo đang tự hỏi là không biết sau một thời gian thì nó có bị rỉ sét hay không. Mong là nó sẽ không có bị, chứ không nếu mà bị thì sẽ buồn lắm, bởi vì mình lỡ in dấu tay dấu chân của con lên rồi mà đâu có lấy lại được cái khoảng thời gian đó đâu. Sau khi rút ra được kinh nghiệm làm xong cái bộ này á, thì các mẹ hãy rút ra được một cái khoản nhỏ mình sẽ dùng làm đồ trang trí. Cái lúc này chưa có kinh nghiệm cho nên là mình để hết luôn, cho nên nó hơi bị tràn đầy. Cái con lăn đi theo á, là để cho mình làm mặt phẳng, tuy nhiên không có hiệu quả nhiều đâu. Các mẹ hãy lấy tay mà mình miết thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Sau đó mình sẽ lau sạch chân tay cho em bé. Em bé này hơi bị bự, bởi vì Combo cũng 4 tuổi rồi á, cho nên khi in xuống á thì nó hơi bị mấp mé một chút. Mình hào hỏi ở trên mạng á, người ta in cái tay xuống như vậy nè để làm thành cái đường viền. Tuy nhiên tốt hơn thì các mẹ cứ lấy một cái phần dư của đất sét ra, sau rồi mình xoắn lại giống như là thắt bính á, thì làm cái đường viền nó sẽ đẹp hơn. Em bé Combo hơi bị nhiệt tình thái quá nên là đã in dấu xuống nó hơi nặng. Nó bị tràn ra bên ngoài luôn này cả nhà, dùng hết lực của ảnh luôn mới ghê chứ. Các mẹ nên cầm tay của con và in xuống phụ thì cái phần hình in á nó sẽ được nông hơn, và khi mình tô màu á nhìn nó đẹp hơn là để cho các bé tự in như vậy. Nó hơi bị xấu một tí. Không biết sao mà trong cái bộ này không có cọ vẽ, không biết là trong cái bộ này vốn là không có cọ vẽ hay là cái người bán người ta quên lấy đưa cho mình, nên mình đành phải lấy cái tăm bông để tô màu. Cái màu thì nên tô 2-3 lần thì nó mới đẹp được nha. Và do em bé Combo dùng nhiều lực quá đó nên là cái hình nó hơi bị kiểu xô lệch một tẹo, và mình phải in lại cái đường viền này, nhìn nó bị tràn ra ngoài hết trơn à. Sau khi tô màu xong thì nhìn nó hơi lem nhem một tẹo. Cả nhà có thể mua riêng cái cọ và tô khéo hơn nhé. Đồ trang trí thì người ta cho khoảng cỡ 50 đến 60 món gì đó, mẹ Combo không có đếm. Tuy nhiên là chúng ta có thể trang trí theo rất là nhiều cách khác nhau. Cái hình tròn thì nó cũng hơi gò bó hơn so với lại cái hình chữ nhật. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nghĩ trước ở trong đầu và mình sẽ dán hết tất cả những cái đồ dụng cụ này lên thì nhìn cũng rất là xinh. Nó có một cái hũ dùng để đựng ước mơ, các mẹ cũng có thể ghi vào trong đó cái ước mơ của mình. Và có thêm một cái hũ nữa dùng để đựng tóc tơ của con. Tùy mỗi ba mẹ thì có một cái cách sáng tạo khác nhau. Mong là qua cái video này thì các mẹ cũng sẽ chia sẻ cho mình những cái hình mà các mẹ đã thao tác ở trên cái bộ của mình nhé. Nếu các bé mà lỡ in dấu chân nó mạnh quá thì khi mà mình đóng cái nắp lại nó sẽ bị tràn ra ngoài, nên là hãy in nhẹ nhẹ thôi nha. Chúc tất cả các mẹ thành công với cái bộ sản phẩm này nha.